Mới đây tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo và lễ ra mắt chương trình Câu chuyện sở hữu trí tuệ nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức về bản quyền, chống hàng giả, hàng nhái trong bối cảnh hội nhập. Tại hội thảo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mặc dù khá quyết liệt, nhưng trong quá trình đấu tranh với những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vẫn còn nảy sinh một số bất cập do quy định pháp luật còn chưa rõ ràng, nhận thức và quan điểm của các chủ thể quyền và công chúng về bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Do vậy, để làm chuyển biến công tác này, về phía các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh sự phối hợp, nhất là việc hoàn thiện thể chế và khâu thực thi pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp thay đổi nhận thức về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tại hội thảo đã diễn ra lễ ra mắt chương trình Câu chuyện sở hữu trí tuệ, phát sóng định kỳ 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Đây là một chương trình truyền hình hoàn toàn mới được kết hợp giữa phóng sự thực tế với các ứng dụng công nghệ mới trong khâu thể hiện, nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện về doanh nhân Việt, thương hiệu Việt trên con đường hội nhập.